Chào các bác, em lên sóng con bát Panasonic TR6. Cái mẫu TR6 này thì nó là cái dòng tầm trung vừa tầm tiền, bán rất là chạy các bác. Con này em bán là 3 triệu rưỡi nhé, bảo hành 2 năm. TR6 mẫu mã y hệt như TR3567, như TR357, TR6 đời 2013. Con này mẫu mã đẹp, lành bền, 3 triệu rưỡi bảo hành 2 năm. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm Việt Nam. Phí vận chuyển là 150.000 các bác nhé. Việt Nam là 550 riêng. Hai số điện thoại giao dịch, hai kênh. Có xem kênh cho em xin đăng ký kênh nhé. 2013 các bác nhé. Lưng phẳng đẹp này, mặt mũi sáng, mã số 2. 2013 series máy là 172, 172. Econavi hẹn giờ thời gian sấy 30 phút. Bác nào muốn giữ khô vào mùa nồm bát đũa thì các bác bấm nút này nhé, thì máy nó sẽ chạy và giữ khô bát đũa suốt cả ngày luôn. Chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ này, chỉ sấy thôi này các bác này, bấm này chỉ sấy nhé, tắt nguồn này, thao tác rất là dễ, bật nguồn bấm vàng là rửa thôi, ai cũng dùng được. Máy 6 bộ 12 bát con 6 cốc. Dưới này bát ô tô, bát nhỡ, đũa, đĩa, đũa thìa, cây phun,